Alo, hello cả nhà. Bây giờ là hôm nay là qua mùa xuân rồi, trời nắng ấm rồi. Henry với ba mẹ con nhà quanh đi ra hái dâu ăn tại chỗ luôn. Nha. Giờ mình coi dâu nha. Love the strawberry. One piece of bread. Okay. Sophie cũng bứt nè, bứt đi con. Bứt. Yeah. Bứt đi. Bứt, bứt. Bắt. Hi. Yeah. Rồi dâu nhiều trái chín lắm mọi người ơi. Đây, đây, đây cho mọi người coi. Đây. Chậm chậm bứt cái này lên đi. Bứt đi. Dạ, bứt. Được bao nhiêu đâu rồi? Ờ, trái to không? Dạ. Ra đây coi, đưa cái hộp bên đây, cầm cái hộp bên đây. Trời, Sophie bước lên trái rồi nè. Dâu này mình chịu phó cái nước bóng phân nên là trái to lắm mọi người. Trái to lắm luôn á. Mình coi hạt nè bên này. Nghe được miếng trái rồi nè. Nó trái nào cho nó rất là đúng. Thật đúng luôn á. Cái này khó quay quá. Thiệt quá. Ai trong đẩy em con. Henry, Henry. Để em hái với. Đó, đi vào. Bực. Bực. Bực nó. Ê, nó cứng quá vậy. Cứng quá anh con. Trái dâu này cuốn chắc lắm. Đi. Bực. Trời, tai nạn đã xảy ra mọi người ơi. Chiếc muối ớt nó rớt hết rồi. Đó. Trời ơi, trời. Sophie tấn công đó mọi người. Tao nó quay mà tao nó quay không lại. Ở đây thì mình có trái muối ớt nè. Hái xong rồi ăn muối ớt tại chỗ luôn nha. Ngon không? Ngon không? Trái muối ớt nè. Ở đỏ. It's really hot. It's really hot, baby. Cái này ngon à. Cầm nước. Lấy. 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 Ngon em đi. Ngon. Cho mẹ tái ơi. Mẹ quay không có được gì trơn. Sophie nó cứ nhào vô, nó nhào vô. Nó nhào nó té lằn cù luôn rồi. Cái trái coi trái bự cái nào đâu. Cho mẹ trái đi. Cho mẹ trái một trái. Cho má mì một trái. Trái kia kìa. Ừ. Đó. Dạ. Dạ. Rồi xong. Con nước nó làm đảo mẹ. Chứ muốn con ơi. Em có rồi. Em giật gì của anh vậy em? Cho mẹ tái ơi, làm ơn. Chén hết nó muối rồi, đỏ quá rồi. Mẹ cho xong bây nè. Hết muối rồi đó, nhìn giật, nhìn giật. Cho mẹ ăn trái em đi. Thôi mẹ ăn trái kia kìa, trái đó bự quá, cho con đi. Ê cho mẹ coi coi, ê coi đây. Ừ, trái đó đi. Nè, trái dâu ngon mọi người. Mà cho phi là chụp. Thôi cho em đi con. Đâu cho chú đe. Chú đe hả? Ok. Chú phải cầm ngược lại. Nó ra nó lặt rồi, nó lặt rồi. Nó trái đỏ, trái xanh vậy nó cũng lặt hả mọi người. Đây cậu thấy nó đỏ đỏ là nó lặt rồi. Chú phải thích lắm. Cái chậu dâu bên trồng nó nhỏ xíu à. Nói chung là nó có mấy cây hả chứ không có nhiều. Nhưng mà trái nhiều lắm. Này là mới là trái được một thôi nha. Được hai trái nhỏ nhỏ đó quá trời luôn nè. Cho trái Henry. Ở đây còn trái nè. Nó ngọt. Thì con làm gì? Ăn cho mình ăn. Hay Sophie lấy cho mẹ mà. Trái nó to ghê luôn á. Nó to đùng luôn. Má
Dạ. Mình không cho ăn luôn. Henry nó không cho ăn luôn rồi. Mam. Ăn kịp con. Hiện tại là mùa xuân đang tới. Hoa đào ở trong vườn mình nó đang nở rất là nhiều luôn mọi người, đẹp lắm. Đó, có những anh chàng ong nè, ong bướm. Tôi nói hoa đẹp là phải có ong có bướm. Đúng không mọi người? Cái dàn đậu này thì quanh hái nhiều lắm rồi đó. Nó chuẩn bị tàn rồi. Đây mà còn rất là nhiều trái. Đây gì? Rất là dễ trồng. Cái dâu, mấy cái dâu này quanh trồng ở trong cái chậu ở dưới gốc cái cây, cũng là một cái cây đào luôn. Mà cái cây đào này là cây đào hình donut. Cái đào donut nè. Đây là năm đầu tiên quanh trồng, mà năm rồi thì mình mua trên mạng nó chuyển. Thì năm nay là mình thấy nụ nó đang là nở rất là nhiều. Thì hy vọng là năm nay sẽ được nhiều trái đào để hái. Cây nhỏ tí thôi. Đó. Con hết luôn rồi hả? Dạ. Trời ơi. Ừ, mùa xuân đang tới là mọi người. Hoa nở rất là nhiều luôn. Cái hoa, hoa nở rực rỡ đủ màu sắc. Nó hơi đẹp không? Hoa này màu cam này xinh lắm. Sophie đang cố gắng tìm những cái trái dâu cuốn cùi. Mà làm gì còn cái nào? Không. Công chúa nhỏ đang ăn đậu. Đó, anh hai thì đang hái đậu đây. Có cái vườn đậu này mà chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ nó hái. Tại vì con nít mà nó được tự hái nó thích lắm. Anh hái nó ăn. Ngon không? Ngon ngon, ngọt á. Ồ, trái đó dơ rồi. Jockey, yêu. Jockey, yêu đúng không? This is not Jockey. Hoa này thì bên không biết là hoa gì, nhưng là rất là xinh và rất là dễ thương. Nó có rất là nhiều màu. Này, nhà bên chỉ có trồng màu trắng thôi. Đẹp ha. Hoa bên nhìn trong gió. Happy to to to. Con đi đâu trên cái giống cánh của mẹ? Ba mẹ con có mấy trái dâu à, cho nên là dành qua dành lại ăn hết rồi mọi người. Tuy rằng là không có nhiều trái để mà hái, nhưng mà thật sự là khi mà mình trồng đó mọi người, mà mình nhìn thấy nó được ra trái rồi từ từ nó chín rồi mong chờ được ăn nó vui lắm. Dù là hái vài trái ăn một phút hai phút là hết, nhưng mà thật sự là rất rất là vui. Với thêm phần nữa là bên này thì cũng không có cái gì để mà enjoy, không có cái gì để mà dạng như là chơi hay là đi chơi. Nói chung đi chơi không có nhiều kiểu đi chơi, nhưng mà với một người mà thích trồng cây, thích thiên nhiên thì mình có một cái vườn nhỏ nhỏ như thế này nè. Nên chung mình thì mình trồng mình ăn không có hết, cho nên là mỗi cái trồng chút. Nhưng mà khi mà mình trồng mình thấy cái cây nó nhỏ rồi nó lại lớn lên, rồi nó lại ra hoa kết trái, mỗi ngày ra nhìn nó thì mình cảm giác là rất là hạnh phúc. Khi mà mình buồn hay là mình mệt mỏi cái gì đó thì khi mà mình nhìn những cái thành quả mình trồng được á thì cảm giác giống như chơi, như là nó giúp mình nạp cái năng lượng lại. Những cái năng lượng xấu mình quên mất đi, mình sẽ nhận được những cái năng lượng tốt từ những cái mình thích. Có nghĩa là cái buồn trong cuộc sống mình sẽ quên mất, mình sẽ thôi nè. Bye bye mọi người. À, con đưa mọi người coi đậu con hái đâu, đậu hái đâu, hái đậu đâu. Thôi bye bye đi, bye mọi người, mình đi vô nè. Bye bye đi nè, mọi người đâu thấy con đâu. Bye. Con qua đây nè, qua đây mới thấy bye, 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 bye.